Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng lại trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì cũng trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em cũng nói rõ luôn hình thức giao dịch bên em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, còn kẹo và cành không kiểm, không sang hàng. Đấy, anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo chì giá rẻ phục vụ anh em. Đấy, anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Thì hôm nay cũng có lên cho anh em cái clip là thanh lý bộ quy của FX Super X. Đấy, cho anh em chơi và trải nghiệm. Thì thứ nhất là bây giờ em báo luôn cho anh em muốn mua hàng thanh lý này, thật ra là cái quy này là quy mới. Do là thật ra bây giờ do là em không bán quy này nữa, tại vì ở trong nhà còn hơn chục bộ quy Super X này. Đấy, Super X nhá. Thì em bây giờ là em không bán quy này nữa, em chuyển sang chuyên cành và chuyên kẹo. Thì cái quy này em thanh lý luôn cho anh em với giá là 3.500.000. 3.500.000 một bộ quy này. Đấy, cho anh em. Thì cái 3.500.000 này thì anh em muốn mua này thì phải bỏ ra ấn đăng ký kênh, like video, để lại bình luận. Thì 3.500.000. Cái này thì ưu tiên anh em gửi xe. Gửi xe thì em sẽ để cho anh em giá đấy, hoặc là anh em chuyển khoản 100% thì em để cho anh em giá đấy. Bao fit cho anh em, bao fit lỗ cho anh em đầy đủ luôn cho anh em. Chỉ có 3.500.000 một cái cành à, cái quy này. Đấy, thì giá là giá hợp lý cho anh em. Đấy, tại vì bây giờ nói thật ra là nhà em rất chi nhiều quy, anh em thích chọn em có thể quay trực tiếp quy cho anh em. Anh em thích chọn cái quy nào chọn. Đấy, fit tất cả lỗi rồi. Thật ra là cái này ưu điểm của nó nhỏ gọn và bắn ở cự ly xa rất chi là ok. Cái này mẫu này là mẫu fit cho anh em là 2022 rồi nha anh em nhé, fit hết lỗi rồi mà là cái này nhỏ gọn. Đấy, phục vụ anh em mà di chuyển. Đấy, phục vụ anh em di chuyển nó dễ dàng. Đấy, thì đây là bộ này, bộ fit lỗi tất cả cho anh em rồi, đầy đủ luôn cho anh em rồi. Quay tay cầm đây anh em nhìn xem tay cầm đấy, gọp vào nó rất chỉ ở ngọn nhỏ gọn, cành 25-35 phân nữa thế là ok đúng không ạ. Đấy, thì là em báo giá luôn cho anh em, nếu anh em gửi xe cho anh em, em để cho anh em 3.500.000, còn anh em chuyển khoản cũng em cũng để cho anh em 3.500.000 một bộ quy như thế này. Đấy, còn khẳng định với anh em thì anh em không mua chỗ nào rẻ hơn chỗ này, tất cả cái quy này quy mới chưa qua sử dụng anh em nhé. Đấy, còn nói về cái kẹo thì kẹo bây giờ thì em nói rõ luôn cho anh em là kẹo bên nhà em hàng đóng máy, hàng đóng máy là hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký loại này thì em chưa bao cước vận chuyển, chưa bao ship, chưa gì cả. Đấy, hàng này hàng đóng máy loại 1 anh em nhé, 350.000 một ký, chưa bao ship, chưa bao cước vận chuyển cho anh em. Còn nếu mà anh em có thể tham khảo hàng đắt hơn một tí là hàng chỉ nhập. Hàng chỉ nhập loại này thì bao test luôn cho anh em cự ly là 7-8-90 mét, phụt được cái là full size luôn cho anh em. Đấy, bao luôn cho anh em cự ly 7-8-90 mét. Đấy, nói chung là cành hợp với tất cả cành, từ cành Việt Nam kéo lên cành nhập. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Còn anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em mà kẹo không kiểm không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.